Thì thật sự là bây giờ dịch Zika với dịch sốt xuất huyết nó đang lan truyền rồi. Thành ra là em mang bầu thì mang bầu đầu tiên em cũng sợ lắm. Nghe mấy cái tin đó em sợ lắm. Ở cơ thể mà nó có những cái triệu chứng như là nóng sốt hay là hắt xì là phải liên hệ bác sĩ liền. Tại vì nhiều khi mình không có biết được nó nhiễm từ lúc nào. Phía dưới Zika là do mũi vằn truyền dịch Zika và phụ nữ mang thai có thể là gây chứng đầu nhỏ em bé. Chị cũng rất là hoang mang, nhưng mà khi được những bác sĩ là phổ biến những thông tin đó, mình cảm thấy là mình bớt lo rồi. Chị cũng phải lên mạng để tìm những thông tin để có những biện pháp phòng tránh, giống như là không cho mũi chích mình. Chị hay thoa kem chống mũi, sử dụng nhang mũi, ngủ ủ mùng. Có bị sốt hay bị bệnh trong 3 tháng đầu này là chúng tôi phải hỏi. Và khi những người mà trong mấy ngày trước tôi có bị sốt, nóng lạnh, rồi chảy nước mắt, chảy nước mũi, đau khớp như vậy, thì những bác sĩ nó giống như các trường hợp chúng ta bị cúm hoặc là nhiễm siêu vi. Những cái dấu hiệu nhiễm siêu vi đó thì chúng tôi sẽ tư vấn rõ cho bệnh nhân. Và cái nào thuộc về nhóm mà có khả năng bị nhiễm cái này thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân là đi thử, làm xét nghiệm. Dạ.